là cái máng hướng mũ. Tại vì anh thấy một số cây non á mà sử dụng cái này nè, nó bị tình trạng là nấm nó giữ nước. Đúng rồi, nấm. Nên khi mà cây non sử dụng thì dùng cái này thì hay hơn. Đó, em thử em dùng cái này đi. Và di chuyển cái búa nóng thử. Không, lúc đó em sẽ làm dùng cái này đó chứ. Ờ, dạ. Thì cái máng này, nó so với cái máng sắt này nó khác nhau. Ừ. Ví dụ như đầu mùa thì em trang bị thì nó cực quá. Ừ. Cứ bao đến giờ em phải dời cái này một lần. Ừ. Còn như cái này thì được một tháng. Ừ. Mà nó ăn với mọi cái loại cây luôn, đường kính cây. Như cây này thì không, cây này em phải áp gì nè, đó. À, em phải áp xéo cái là đúng rồi. Rồi. À, rồi. Nó khích này heo. Rồi. Mà em đóng vô cái là nó vô vậy đó. Nên cây nhỏ cây to gì em có thể đều áp vô được hết. Đúng rồi, chỉ cần nó cây nó không có bị ấy thôi. Ừ. Cây nó không bị méo bị sẹo gì á, nó dễ đóng. Rất nhiều ha, chu việc quá nhiều. Nên nó hạn chế tình trạng cây non mà sử dụng cái này mà gây tình trạng nấm cho cây. Đó, bỏ vô. Đây là cái vành cây nó nhỏ quá ha ta. Cái này hơi bị méo. Rồi, rồi chúng ta. Tản điện á. Ừ. Ok, còn dưới đây cũng có nhiều sản phẩm nữa, nhưng mà từ từ giới thiệu cho khách hàng. Rồi, xin chào mọi người nhé. Mấy người chuyên nghiệp nó khác ha. Bởi em nói rồi, làm gì làm phải có tay quen. Nãy là đó em tự làm. Đây là có kỹ thuật của công ty nè. Nãy là em tự làm đó, bởi em tự học hỏi không chứ. Vì người ta đóng rồi mình mới học được chứ. Đúng rồi. Cái này đóng 1 hectare. Bởi đi quay nhiều ha. Đi quay nhiều em thấy. Cái này em đóng 1 hectare. Vậy là xong rồi đó hả? Tiếng hả? Ủa anh mới đóng vậy mà xong rồi đó. Đã. Tới nhanh quá ta. Một cây. Giờ bây giờ bơm khí. Rồi cái này ví dụ như cái này rút ra. Như này là phải đứng cầm đúng rồi. Thực tế là em thấy đứng cầm mình phải mở này ra. Ừ. Bơm đút vô mình bơm rồi mình mới đậy lại rồi mình mới đi. Cái này em thấy em mở ra mà nó vẫn giữ nè. Đúng rồi. Ừ, 80 nè. Còn cái này nó mà em mở ra nó xèo, mở ra xì liền. Ừ. Cái này mở xong rồi mình mới đút vô bơm là tới cây. Ừ. Nó như cái này không có định, tại chỉ có quen không có định lượng, tại em dùng có cái định lượng. Còn này là cái bình mini. Ừ. Còn như này mình rút ra xong rồi mình đi mình vừa bơm được. Nó khác, còn một cái là đứng lại bơm đúng rồi. Nó sẽ mất thời gian hơn. Rồi, như anh giải thích là em hiểu. Và cái thao tác em thấy rõ ràng nhanh hơn nhiều đâu. Chỉ rút ra, cắm vô, rút ra, cắm vô, không mở, không gì hết. Đúng. Nên cái này nó, hồi xưa anh cũng có phát triển cái van một chiều, sau đó anh thấy không hiệu quả. Vì là cái này nó khắc phục cái vấn đề của van một chiều luôn. Là phải xì khí. À. Xì khí mà phải xì vô trong cái van á. Thì thằng này là mình rút ra, mình đẩy khí vậy nè. Đó, mình đẩy khí mình bơm, mình đẩy vô người mình nè, mình rút ra mình đẩy vô người mình trong quá trình đi xong làm bơm, vừa đẩy vô người mình là vừa bơm luôn. Yeah. Mà cái nắp chóp này được cái nó không xì mũi vô trong túi khí, tại vì nó cái lỗ thông thoáng nó lớn á, mũi nó dễ đông và đồng thời là cái này nó bén hơn, nó bén hơn. Và nó phù hợp với cây, nó có tới 2.5 ly, 2.8 và 3.5 ly nó phù hợp với cây, nên cây mình như thế nào mình chỉ dùng cái loại cho nó phù hợp thôi. Cái này là nó vẫn bén hơn. Nó bén. Cái nắp cũ đã dùng năm nay năm thứ ba. Cái này bén như dao cạo. Đúng rồi. Bén như dao. Còn cái này thì nó không bén. Thì càng ngày càng cải tiến để cho mà nó hiệu quả hơn. Hiệu quả cho bà con tôi làm. Quay hai cái nắp nó khác nhau. Này là cái lỗ nhỏ, trong là lỗ nhỏ. Này lỗ lớn. Mà cái này nó bén hơn. Mà cái hạn như cái cây mà da tái sinh đi đóng mà nó xì vô thì mình chỉ lấy con kẽm mình dứt cái mũ trong nó ra thôi. Dạ, cái lỗ này nhỏ quá. Nó vẫn bị tái. Và đồng thời cái túi khí cũ, cái túi khí này em thấy không? Nếu có trường hợp mà bắt đắt lắm á, mũ nó vô trong đây thì nó sẽ đọng ở dưới cái này. À. Thì làm sao em vẫn bơm được, khi dùng một ít mũ đi. Vài chục ml đi khi nằm dưới đây. Mười mấy ml nằm đây, còn cái túi này á, nó vô đây là nó vô trong cái này rồi. Là mình phải bỏ. Ví dụ như cái này cũng được, ví dụ như cái khúc này nó nếu có vô mũ nè. Mình tháo ra mình cắt, mình bỏ, mình thay thế được. Còn nếu mà vô mũ trong túi khí thì nó nằm ở phía dưới. Rồi. Nó nằm phía dưới đáy.
Đây nó trọng lực mà nằm phía dưới đáy mình vẫn xài được chứ không phải là nó chỉ là đồ đựng khí thôi, mình còn bơm được là còn sử dụng được. Đó, nên cái loại này thì nó hiệu quả và cái độ bền nó cũng rất là cao, nó không có cho khí hầm hấu, nó có đặc điểm đầy đủ của túi nhúng. Mà trong khi đó là có gì đó là mình thuận lợi hơn. Đây mình có hướng dẫn ở trên bao bì. Sản phẩm này thì không có hướng dẫn. Đó, đây là bên này số điện thoại của công ty nè. Đó. Rồi còn đại lý của mình ai bán bên này thì ai bán sản phẩm này cho mình thì người ta sẽ tư vấn. Và tư vấn rồi người ta đến ta làm cho mình. Có số điện thoại kỹ thuật ở trên đó thì nó giúp phục vụ khách hàng tốt hơn.